Mời anh ngồi. Rồi, Thành Nguyên chào anh ha. Dạ, chào Thành Nguyên. Dạ. Rồi, anh gửi lời chào thêm đến cho khán giả vài điều rồi anh em mình bắt đầu nhé. Dạ. Trước nhất là anh chào Thành Nguyên và vợ chồng Thành Nguyên chúc một ngày tốt đẹp. Dạ. Sau là cộng đồng mạng. Dạ, cảm ơn anh. Gặp nhiều điều may mắn, vui vẻ. Dạ. Rồi ngày hôm nay anh đến từ đâu anh cho em hay nào? À, anh đến từ Sài Gòn. Từ Sài Gòn. Anh bên Mỹ về. À, anh bên Mỹ về. Vâng. Về đây được lâu chưa anh? Được 10 ngày. 10 ngày à? Ồ thế à? Rồi biết đến kênh của em lâu chưa? Hay là mới biết được 10 ngày đây? Coi cũng cả năm rồi. Ôi cả năm. Thích. À, dạ. 5 năm ngoài rồi thấy cũng thích kênh của Thành Nguyên à, nên dạ. Em mới tới đây để nhờ phòng thành viên phỏng vấn cho anh. À vâng, là anh về đây được 10 ngày mà nhà thì ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không anh? Vâng. Vâng. Rồi ngày hôm nay có ai đồng hành cùng với anh không hay là anh đi mình thôi? À đi một mình. À, đi mình ha. Dạ. Rồi khi đi thì chắc là người thân cũng biết hả? À con thì đi cũng nói cho con biết. À dạ, nhưng mà bên đó thì mỗi anh ở bên đó thôi hay là cả con cái này kia bên đó? Anh thì có hai đứa con. Dạ. Tụi nó lớn hết rồi, đứa lớn thì 40, đứa nhỏ dạ. thì 34, hai đứa đều có vợ có chồng ở riêng. Dạ. Một đứa con gái thì ở Việt Nam, còn một đứa con trai thì ở bên Mỹ ở với mình. À vậy đó ha. À, ở bên đó là anh ở tiểu bang nào? Ở tiểu bang Arizona. À Arizona. Dạ. Rồi công việc ở bên đó thì anh làm gì? Lúc trước là anh cũng đi làm công nhân mà bây giờ anh bị té. À nghỉ cũng nay cũng năm rồi. À vậy đó hả? Thương cái vỏ. À à hèn gì mà em thấy anh đi lại hơi khó khăn khi mà anh đi trong đó đi ra đó. À như vậy là khoảng một năm nay là anh ở nhà. À ở nhà. Dạ. Phải nhưng cái mà chân khi mà còn đau quá. Vâng. Mà khi mà mình bị như vậy rồi nhà nước sẽ lo cho mình hay sao? Nói chung là mình đi làm thì bị đó thì nhà nước nó lo cho mình chỉ tốt một ít thôi. Ừ. Rồi nhà nước nó có trả cho mình được 9 tháng. À. Rồi sau rồi hết 9 tháng đó thì thôi. À vậy đó ha. Dạ. Bây giờ anh chưa có đi làm được á, cái chân nó cũng còn hơi đau á nên anh về Việt Nam. Về dưỡng trước thương là dưỡng thương, về là coi tìm ý chung nhân. Coi thấy có thấy trên kênh đó có để ý được cái cô Lê Thị Ngọc Diệu ở Bến Tre. Dạ dạ. Bữa Thịnh Quy có đi xuống dưới nhà dạ dạ. Chị Lê Thị Ngọc Diệu ha. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho em nghe nào. Anh tên gì? Anh tên là Triệu Phú Đức. Triệu Phú Đức à? Dạ. Dạ. Rồi anh sinh Đức 19, là sinh năm bao nhiêu? 1965. À 1965. Dạ. 58 tuổi. Vâng. Rồi tình trạng hôn nhân của anh Đức là như nào? Anh đã ly dị 2 năm rồi. À 2 năm mấy? Ly dị 2 năm mấy nay rồi. Khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai không? À không. À vậy thôi. Vâng. Thế thì anh tính ở lại Việt Nam khoảng bao lâu thì anh đi qua lại bên kia? Ở lại 5 tháng. 5 tháng thế ạ? Dạ. Thế rồi trường hợp mà kết nối được rồi thì cái hướng tương lai sau này anh tính cho hai anh chị như nào? Anh thì dự định là anh ở Việt Nam, anh đi đi về về, ví dụ anh về đây 6-7 tháng, 5-6 tháng vậy. Dạ. Anh trở về bển 1-2 tháng anh trở qua. À, để sau này ví dụ mình già mình có được cái khoản tiền hưu đó mình thoải mái. À có nghĩa là anh muốn đi đi về về vậy đó. Dạ. Dạ. Với điều kiện nói chung là vợ nó cũng đầy đủ, con dạ. cái nó cũng lớn. Dạ. Vì mình cũng tìm cái người nào cái thứ nhất là hiền hậu. Dạ. Biết lo lắng cho dạ. mình, hai vợ chồng già sống cho nó vui. Nhưng mà em hỏi này, trường hợp như mà các cô muốn theo anh đi về bên đó thì làm sao? Anh có cái hướng gì không? Không, chắc anh không chịu. À. Lý do là cái thứ nhất là mình lớn tuổi rồi, đi qua bển nó cũng chật vật lắm. Chật vật ha. Mình dạ. ở đây thì điều kiện mình nó cũng có. Ừ. Thì vợ chồng già sống dạ. hữu hỷ với nhau. Dạ.
Thành Nguyên thấy ở bên Mỹ đó thì đa phần các anh chị gần như là không có thời gian dành cho bản thân, gần như là đi đi làm suốt ngày đúng không anh? Đúng. Thấy mọi người ai cũng nói rằng là đi làm tối ngày không à, đâu có thời gian để mà giống như ở Việt Nam la cà quán xá đồ này kia vậy đâu đúng không? Dạ. Rồi, Anh đi thì cũng mới có 13 năm mấy. 13 năm mấy. Ừ. Rồi như vậy là anh cũng muốn sau này mà kết nối với các cô thì anh cứ đi đi về về vậy thôi. Còn nếu như mà điều kiện các cô tốt đó, thì anh cũng muốn về đây luôn à, thế sao? Không, nói chung là mình muốn đi đi về đây mình ở 5 năm tháng 6 tháng gì đấy mình đi qua bển để sau này mình già được cái có cái tiền tiền hưu á Tình hưu ha. thì mình sống nó thoải mái, Dạ còn nếu mình dạ ở luôn thì nó cắt á à vậy đấy. đó. Rồi ok. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên ghi nhận cái tâm tư của anh Triệu Phú Đức là anh bày tỏ đến cho chị Ngọc Diệu. Đấy, thì cũng hy vọng là chị Ngọc Diệu sẽ nghe được cái tâm tư nguyện vọng của anh thì sẽ hồi đáp lại sớm nhanh. Nhưng mà đó là đủ duyên nha. Còn trường hợp như không đủ duyên, chị Ngọc Diệu mà không có hồi đáp lại sớm thì không có hồi đáp lại cho anh ấy, thì anh có mở lòng với những người phụ nữ khác không? Cũng đồng ý đi. À, cũng đồng ý ha. Dạ. Nếu mà cô nào mà coi trên kênh đó thấy mình cảm mến ấy, thì có thể điện thoại cho mình biết. Trời trời. Rồi vậy thì cái ý trung nhân mà các cô sau này mà muốn kết nối với anh thì anh mong muốn các cô ở những cái điểm như nào? Anh thì cũng dễ lắm, ví dụ anh cũng có nhà riêng, mà ví dụ cổ thích về Sài Gòn sống thì ở Sài Gòn, còn nếu mà bên bển cổ mà có điều kiện của bển là thì về bển ở cũng được, dễ mà mình lớn rồi, con cái nó cũng lớn, nó có vợ có chồng, nó có tư riêng, mình cũng có nhà riêng nhưng mà mình không có ở thì mình cũng cho thuê cho con cái nó lấy tiền hết cuộc Vâng. sống nói chung là cũng thoải mái. Thế rồi các cô anh mong muốn cái độ tuổi như nào? Khoảng từ 50 trở lên đi 50 cho trở lên nó xứng xứng với mình, chứ nó trẻ quá thì coi Xứng là xứng cái tuổi đúng không? nó Thế rồi cao thấp giàu nghèo xấu đẹp anh quan trọng gì? nói chung là nhìn được được Nhìn chứ biết được lo là được rồi, dễ biết lo lắng biết thương yêu dễ vậy trong đó hả? nhìn dễ coi là được. Dễ coi là được ha. Rồi cái điểm mạnh và điểm yếu của anh Đức là như nào ấy hết? Điểm mạnh của anh đó là chịu khó làm ăn, Dạ. biết nấu ăn. Biết nấu ăn luôn. biết nấu ăn rành lắm á, các món luôn á, món gì dục ra cũng được. Đàn ông mà cũng cũng khéo nha. nói chung là mình cũng tôm tắt lắm. Còn điểm yếu á, thì thấy ai khổ thì mình cũng ưa giúp đỡ cho người ta đấy. Thấy ai nghèo khổ, chứ nhiều khi mình đi coi phim hay là gì thấy tội tội cũng khóc cũng dễ dơ nước mắt. Vậy đó ha. Rồi bây giờ cho em hỏi thêm này, trường hợp như các cô sau ngày hôm nay mà ở những cái vùng như cái vùng miền ngoài chẳng hạn mà muốn muốn kết nối với anh thì anh có chịu không? Anh thì thích người miền Nam, Người miền Nam tại thôi. vì mình là người Nam, mình thích cái người miền Nam với cái ăn uống á, nó quen theo cái khẩu vị của mình. Còn dù người miền Trung với miền Bắc á thì nó không có hợp cái khẩu vị á. Nói chung là anh cũng hơi khó ăn chút. Vậy đó hả? Thì Nên về anh nấu được mà. anh thì cũng thích nấu ăn lắm, thích đi chợ nấu ăn Thì muốn hợp khẩu vị của anh thì mình cứ nấu thôi, có gì đâu. vậy. Trong cuộc sống của anh thì lâu lâu có bia rượu cờ bạc cá độ này kia Nói chung á, hồi tuổi còn nhỏ là cái gì cũng chơi hết á, Không giấu đúng không? cái gì cũng biết hết á, trải qua sương gió bão bùng. Nhưng giờ mình cũng lớn rồi thì giờ chỉ có hút thuốc thôi. Có hút thuốc ha. Còn nhậu nhẹt thì năm khi mười họa có dịp
mà uống cũng đâu có được đâu, uống được có lon hai lon là say mất tiêu rồi, nên không có không có thích uống. Cà phê chỉ có thuốc. Thích nhất là đi du lịch cha. Thích đi du lịch. Ở Việt Nam là đi hết rồi, từ Nam chí Bắc. Cũng hay đấy nha. Thế rồi nếu mà kết nối được về chắc cũng cũng dẫn các cô đi hoài nhỉ. Thí dụ mà thích thì là đi chơi ở nhà cũng có xe đầy đủ, xe hơi được đầy đủ. Rồi bình thường thì ở nhà ai đưa anh đi hay là mình tự chạy luôn hả? Sáng anh xuống anh đi xe đò, hôm qua đi xe đò xuống. Với tại chưa có đổi bằng lái á. Vậy đó hả? Chưa có đổi bằng lái. Ở Việt Nam hay là bên kia? Bên kia? Ở đây á. Ví dụ mình hả? Mình có bằng lái bản, mình về mình đổi được bằng lái bản, mình chạy xe ở đây. Dạ dạ dạ. Rồi thường nhà đi muốn đi đâu á, con nhà nó chở cho đi xa, đi gần thì mình lấy Honda mình đi. Rồi ok anh, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Kiều Phú Đức đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ anh ha. Thì anh cũng mong muốn bày tỏ đến cho chị Ngọc Diệu. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho chị Ngọc Diệu đầu tiên đi. Đó là đủ duyên, còn nếu như không đủ duyên thì cô nào đó mà thấy anh Đức mà dễ thương dễ mến mà thấy phù hợp muốn kết nối thì đến gặp Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu cho anh. Dạ. Dạ. Hoặc là anh thấy ai đó trên kênh của Thành Nguyên mà thấy phù hợp đó thì cứ gọi điện rồi mình lấy số thôi. Dạ, biết đâu đó bất ngờ anh ha. Dạ. Dạ. Thì không biết là có điều gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà anh Đức muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, anh chia sẻ thêm cho Thành Nguyên nghe nào. Thôi anh nói gì đó cũng đủ rồi. Dạ. Sao anh cũng có đôi lời nói với Thành Nguyên và cộng đồng mạng. Yeah. Nếu anh có điều gì sai sót á, tại cũng là lần đầu, thông cảm nhường cho anh. Rồi ok anh, thì ai cũng vậy thôi. Khi mình làm khán giả mình xem á, thì nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà lên đây á, tâm lý mà hồi hộp á, anh cũng hiểu mà. Vâng, thì có cái điều gì đó mà không làm cho khán giả vừa ý thì cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua anh ha. Dạ. Dạ dạ. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Đức thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Dạ. Dạ, chúc cho anh được về bản sự bình an. Dạ. Dạ, cảm ơn Thành Nguyên, bye bye. Dạ. Dạ.